Rồi cây này 7 ký rưỡi nha. Này lá sen á. Dài 38. Ai là hơi tí. Đứt tay à, đứt tay. Rộng 6m7, 6m8, 6m7 á. Ờ, hết chớp á. Cái chài biết có chớp còn, nó còn ra nữa chứ. Tay đang dưới cái chớp tí xíu á. Dưới. Ở trên 3 phân rưỡi, ở dưới để đôi chài thế. Rồi đứng tay chứ. À, dài 39 á. Rồi. Rồi dài 39 á. Rồi cây này trên cước 4 pha 40 16 phân. Dưới chân cào độ 9 8 phân. 7 ký mấy nha, 7 ký rưỡi á. Như cá cha thì một con từ 18 kg bảo đảm. Thì như cá chẽm thì một con cỡ 15 16 kg là ok luôn. Cá chấm cỏ, cá mè qua là mẹ ăn dài ok. Rồi. Rồi chú. Này bung tới chớp rồi, bung đẹp rồi không? Nó đâu có. Rồi 7 mét mấy, 8 mét lận. Chắc cỡ gần 8 mét đó chú ơi. Hư thước luôn rồi. Cái cây này bung đẹp nè. Này xuống nó lẹ, tại vì cái này hả, kia chơi nguyên cái cây cào luôn. Mở xuống nước rất là chậm. Ai đi mà chịu khó mà đi trên cước chứa cào như nè nó mới được chứ, chứ đi mà cái kiểu nguyên cây cào luôn là thua. Coi dốc dài không? Có dốc dài chú, đi đâu cái chú. Dài 4,7 là dưới vậy. Rồi. Rồi cái dài chài này nếu mà 7 × 7 = 500 thì này dài 4m mấy lần á, để con tính tiền cái cỡ nhiêu. 7 nếu mà làm cây mới á. Nếu mà cái cà chài đó tầm khoảng là 2 triệu ship tôi tở 2 triệu mốt á. Luôn thì ship luôn 2 triệu mốt á. Chài đẹp tuyệt vời luôn, 2 triệu mốt, 2 triệu 2. Nếu mà 8 kg. Nếu mà tầm, nếu mà đi các bạn đi tầm 8 kg. 8 kg thì nó khoảng 2 triệu mốt á. Này 7 kg rưỡi nha. Nếu mà đi 8 kg tầm khoảng 2 triệu mốt. Cây đó. Này hồi nãy là 7 6 kg nè. 5 phân. 5 phân nha. Sáu cây cào ở dưới chân thì cho em làm cái 40. Tầm 1,62 triệu có ship luôn, chắc cỡ 1,7 triệu á. Cái này chài trăm là ok. Chài trăm kim cá cha. Rồi chú. Nhẹ mà cái này nhẹ mà. Dưới cái chớp tí xíu ha. Dính cái tớ chớp tí xíu rồi. Có chớp tí xíu đúng rồi. Bảy mét chú ơi. Chắc gần 69, 68, 69 gần 7 mét á. Nếu mà đi tay, nếu mà rải, các bạn rải cũng gần 6 mét rưỡi á. Là ở trên cước. Ở trên cước chứa cào. Cây này 6 ký, chịu 6, 20.
tiếp luôn là tầm hết tầm 1,7 triệu á, không tới 1,7 triệu, tùy theo chỗ, tùy theo giúp dài cho chú. Chai này 4,3 nha, luôn túi hết là 4,3 đó. Chai này đẹp rồi. Đây chú rải, mới rải cái chai đây. 6 kg. Chai này tầm 1,7 triệu nha, luôn ship á, luôn ship là tầm 1,7 triệu á. Rộng gần 7 mét á. Chị mấy chú, chị bị nhì phải không? À, chị nhì á nghe, chị chìm hơi nhanh xíu á. Chị ba rộng mà nó không có ngon đâu. Lấy cây đó ra luôn đi, cây ba phân luôn đi. Rồi cây này tầm 1,7 triệu á. Luôn thì ship nha. Đây, cây này là 3 phân 7 kg nha. Dài nãy 4,3 m luôn á, luôn túi hết 4,3 m. Tại vì túi hơi sâu, cái túi chắc 5-6 tấc đó chú. À, chắc 5 tấc rưỡi á. Túi thường chú làm 5 tấc đến 5 tấc rưỡi. Rồi chú. Rồi đã chú. Bung tới chết rồi nha. Đi tới sao không? Lưới Việt Nam cho nó gãy hết á. Rộng là 7,5 m nha. Nè, 7,5 m á. Hết nóc hết chớp rồi nha, 7 kg. Nó chị ba thì ấy đi chài 3 phân thì nó bung cái này à. Ừ, chị ba với chị nhì á. Cái linh ok. Cái linh với cá dặn là ừ. Nói chung là bung tới chớp rồi đó. Cái dưa. Chị đi đúng mặt lưới nè, nó rất là đẹp. Giác gà hay gì. Rồi chú cầm cái chớp nè. Ô, cùi nè, sao gì nó nổ tôi đi cách nè. Giác gà hay gì á. Là nếu mà tới chân trì là tầm hết tiêu rồi. 4 mét, còn hả luôn hết là 4 mét 4,4 m, 4,5 m nha. Ừ. Vậy là túi 5 tấc chú ơi. 1 2 3 4 5 tấc, túi 5 tấc, 1 2 3 4 5 tấc. Túi 5 tấc nha. Rồi cây này tầm 2,1 triệu á. Dài 4,3 m, 4,5 m. Rộng 7,5 m. Chì 3 phân. Túi 5 tấc. Đây, nguyên cây cào đỏ. Nguyên cào đỏ 6 phân nha. Nó rộng gần 7 mét á. Rộng 6,9 á. À, gần 7 mét á, nếu mà banh tay 7 mét á nha. Gần 7 mét á. Cây này 6,5 kg nha. Rồi bung hết chớp luôn rồi, cây này quá đẹp luôn rồi. Rồi cuốn rồi đi quên. Bung ra 7 mét á. Nãy do rải không có nào. Chú đi ấy rồi, chú đi về quê rồi nên dưới cây gì chẳng quá quy quy. Cái cây gì trong ấy con, ở trong ấy con. Trời con to chiều dài cái quy. Cây này nguyên cây cầu thái 5 phân nha. 6,5 kg, để hồi vô tổng cân coi. Và cái này chú làm nè, qua mới làm quá đẹp của người ta kia đặt. Luôn túi hết 4,5 m, túi 1,5 m, 4,5 m nha. Rồi tới chân túi là 4 mét á. Là buông được 7 mét. Túi 5 tấc nha.
chi đi chi gì á. Hồi nãy rải không rải tay không có quay rải coi, nhưng mà bung ra là hết là chớp á, nguyên cây lá sen luôn á. Rồi vô đi. Sáu cái rưỡi bung 7 mét do chạy 5 phân, chú đi đúng mặt lưới chị rất là đẹp.